Bây giờ nếu như mà có một điều mà mình biết ơn về vợ mình á, thì mình biết ơn về điều gì? Em nghĩ là biết ơn thì biết ơn về mọi thứ. Nhưng mà có một cái mà hồi xưa lúc mà vợ mình sanh con đau đớn, mà kiểu lần đầu tiên mình thấy vợ mình bị trải qua một cái trường hợp như vậy, cũng có nói với vợ là nếu mà anh đau được cho em á là anh đau liền rồi, nhưng mà xin lỗi em là anh không có làm được chuyện đó, cho nên là chỉ cần em đẻ bánh giày, con gái em ở nhà sinh là bánh giày, thì chỉ cần em đẻ bánh giày là xong thôi, là tất cả mọi chuyện là anh lo hết. Thế còn Thư, hai vợ em yêu nhau và cưới nhau, cảm giác như em thay đổi thành một cái con người khác á. Dạ, ít quậy phá, ít chơi bời, ít đủ thứ. Đúng như hồi đó em cũng trưởng thành hơn đúng không? Dạ, trưởng thành hơn nhiều. Biết ơn vợ đã dạy dỗ mình nên người đúng không? Thôi thôi không. Rồi, đọc câu hỏi này. Câu số 3. Điều gì khiến cho tình cảm của các bạn mãi keo, mãi mận? Mãi keo ở đây là giống như là cái sự gắn kết đó, cái từ mà các bạn trẻ bây giờ hay dùng. Thí ơi, Thí, mãi keo, mãi mận, Thí ơi. Kỳ quá. Thí ơi, mãi keo, mãi mận đi. Kỳ vậy ta? Kỳ lắm anh ơi. Vô. Hiểu chữ mãi keo mãi mận rồi ha, có nghĩa là các bạn tin rằng cái sự gắn kết trong cái hôn nhân của mình á là có một cái thứ quan trọng. Thứ đó là thứ gì? Cái này là một lời khuyên mà em được nhận từ một cái chị bạn đi trước. Thì có nghĩa là nhiều cái cặp vợ chồng khi mà người ta có con xong thì lục đục, có nghĩa là cả chồng cả vợ đều dùng hết tình cảm cho đứa con và quên mất đi là cái người chồng hay là cái người vợ mình mới là cái người gắn bó mình suốt đời. Thì cái chị đó cho em một lời khuyên là có con xong thì con vẫn là số 2 thôi, vợ hay là chồng mới là số 1. Thì em nghĩ cái đó là một cái mà làm cho tụi em vẫn mãi keo. Vợ chồng vẫn là ưu tiên số 1. Dạ. Rồi, Hân, đối với em thì điều gì khiến cho vợ chồng em mãi keo mãi mận? Hai vợ chồng vẫn muốn có thời gian với nhau để đi phượt, đi du lịch về già đó, đi phượt với nhau. Có nghĩa là luôn dành thời gian cho nhau đúng không? Dạ, em chốt đáp án là luôn dành thời gian cho nhau. Điều gì khiến cho tình cảm của các bạn mãi keo, mãi mận? Nghĩa là cái điều đó nó khiến cho tình cảm của các bạn gắn kết hơn. Khánh Hà, em đã có câu trả lời chưa? Em bé em có một phần rất là lớn trong việc giữ lửa của gia đình. Em bé như kiểu là một người mà gắn kết không chỉ hai vợ chồng với nhau mà còn cả ông bà nữa. Kiểu là khi nào mà hai vợ chồng hơi cãi nhau một xíu mà nhìn vào em bé phát tự nhiên thấy mọi thứ nó rất là nhẹ tênh luôn ấy ạ. Có thể là hai vợ chồng có nhiều sở thích chung. Như kiểu em với anh Minh rất thích xem phim, ăn thì cũng có cái khẩu vị giống nhau, thích đi du lịch, thích đi chơi giống nhau. Đấy là kiểu làm gì cũng có cái sở thích chung như vậy. Rồi, bạn cháu đáp án chưa nè? Nhiều ạ. Một thứ thôi. Em nghĩ là hợp nhau. Rồi, mời em xoay đáp án. Ưu tiên tình cảm vợ chồng, tức là đặt tình cảm vợ chồng lên hàng đầu. Rất tiếc ở câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm. Rồi, mời Hiếu. Em nghĩ là tình yêu thương. Không đúng. Bà tự trả lời rồi bà tự nói không đúng. Không sao, cứ nói theo cái quan điểm của mình đi. Em nghĩ là sự quan tâm nhường nhịn. Quan tâm nhường nhịn. Yêu thương mới nhường nhịn được. Rồi, chốt chưa? Dạ rồi. Mày Hân so đáp án. Chất quá. Luôn dành thời gian cho nhau. Rất tiếc ở câu hỏi này thì các bạn không trùng khớp cho nên là không có điểm.